ai xin chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh lang thang đường phố thì à, mới đây à, chị Xuân à, đã, đã là xuất hiện trở lại rồi mọi người đó ông xuất hiện trong tập à, 84 rồi đó ông chị cũng đã lên tiếng đó thừa nhận tất cả đó ông thừa nhận đã thừa nhận rồi ngày hôm nay thì không thể nào mà không thừa nhận được đã thừa nhận tất cả những gì trước đây mình làm à, là điều kiếm tiền à, youtube nha mọi người chính miệng chị nói rồi đó chứ không có thể nào mà chối cãi được nữa đó không bởi vì em nói ngay từ đầu rồi chị đến với hồng lo là chị chỉ có kiếm tiền thôi kiếm tiền Youtube thôi thì ngày hôm nay chị cũng đã thừa nhận rồi đó không thể nào cháu cãi được đó thì cuối cùng cũng phải thừa nhận mà thôi chứ sao mà gọi là nói dốc nói láo hoài được cô chú anh chị cũng phải tới lúc mà gọi là sự thật nó sẽ được phơi bày đó là chị ta gọi là à, trở lại và thừa nhận tất cả đó thì à, một thời gian dài thì cái lý do chị misun à, à, có thể là không có lên clip được có thể là do là đi mà sửa cái mũi lại <laughs> cái đợt mà đi dễ mã dễ mộ gì đó chắc dập cái mũi đó đó bây giờ mới gọi là đi khâu lại đó những cái vết khâu bây giờ nó lành rồi đó đó không sửa nó lành rồi chị mới dám lên clip chứ không đài chị cũng à, gọi là không lên clip thì kênh chị cũng mất đầy sức lắm đó cái tập 84 của chị là đăng mười mấy tiếng rồi mà chỉ có mười lăm mười sáu ngàn gì thôi rất là bèo đó không biết là lúc trước đây thì à, chị à, tuyên bố mạnh mòm lắm À, chị nói rằng là những cái fan mà của chị đem đến hồng loan là chị sẽ lôi về đó thì tôi không biết là chị lôi kiểu gì nhưng mà tới ngày hôm nay tới đại điểm hiện tại thì tôi thấy là à, cái 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 tập 84 của chị chỉ lèo tèo <laughs> lẹt lè tẹt vài người xem thôi <laughs> thấy khá là buồn cười hình như là ông trời cao đã có mắt là thật sự của chú anh chị đó thì trong tập 84 này à, thì có rất là nhiều vấn đề nha thì ở đây em chia sẻ từng một vấn đề trước đó là cái câu chuyện mà chị đã gọi là thừa nhận à, những việc làm trước đây của mình à, là kiếm tiền youtube đã thừa nhận nhưng mà thừa nhận trong cái nỗi gọi là oan ức lắm nhưng mà sao mà oan được mọi người trong khi đó em làm youtube em rất biết những cái gọi là cái việc làm cái gì để kiếm được tiền youtube em rất là biết em rất là gành em thừa nhận em làm là em kiếm tiền youtube nhưng những cái đồng tiền mình kiếm ra mình xài mình không có trái với lương tâm của mình đó những cái đồng tiền mình kiếm được mình xài mình thấy cảm giác rất là thoải mái chứ không có cắn rứt lương tâm không có giả dối không có gọi là đi gọi là xuyên tạc người khác để kiếm tiền đúng không cô chú anh chị chứ không phải là như 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 chị Sun, à, kiếm tiền không được bên hồng loan rồi à, lại quay xe quay lưng à, về phía bên kia đó rồi ở đây tiếp theo à, những cái lời của chị nói thì à, chị nói rằng à, là những cái à, À, bài đăng của chị trong cái dịp Tết thì không biết là những cái người nào đó, những cô chú anh chị nào đó rảnh quá rồi vào chửi chị. Đó chị cho rằng là những cái người đó tưng tưng, à, vào nói chị, chị cho rằng những người đó tưng tưng. Và tôi không biết là à, chị cũng đã nói rất là rõ mọi người. Chị Misun đã nói rất là rõ là dù chị không làm gì những người đó nhưng những người đó vẫn vào à, nói chị. Đó, chị cho rằng là những người đó tưng tưng. Vậy em hỏi chị là Hồng Loan có làm gì chị đâu. Hồng Loan cũng đâu nói gì chị đâu <laughs> Chị lên cũng chị chửi Hồng Long vô ơn này kia Chẳng khác nào chị tự vả vào mặt mình luôn Đó chị cũng tưng tưng hả Hay như thế nào Rồi lúc trước bà Sáu Bào đó. đó Mình kể lại mình quay ngược lại Thời gian về à, lúc trước một xíu nha Sáu Bào Phương ve rồi đó Có làm gì chị đâu mà chị cũng lên chửi người ta đó <laughs> Chị cũng lên nói người ta đó Lúc đó chắc chị tưng tưng đúng không Chị cũng tưng tưng giống như những người mà đang chửi chị Trên cái facebook của chị đúng không đó rồi bây giờ trở lại câu chuyện thực tại đó là hồng loan hồng loan đâu có làm gì chị đâu đâu có nói gì chị đâu mà chị cũng cho anh chị chửi hồng loan Vô ơn con này vô ơn à, con uh, mã lai này nọ con uh, gì con cậu năm uh, vô ơn này kia chị cũng đang nói người ta đó không lẽ chị tưng tưng luôn chị đang chửi mình luôn <laughs> sao không biết là những cái uh, tập gần đây của chị á là có nhiều cái gọi là nó sơ hở để nhiều người gọi là vào nhìn vào có thể gọi là đáp trả chị lại là chị phải cứng họng không nói được nó quá sơ hở mọi người quá sơ hở nhiều lắm đó không nó bị lỗi nhiều lắm nói mà không có suy nghĩ lại đó lúc trước mình cũng vậy mà đó quan trọng là lúc trước mình cũng như vậy mà bây giờ mình chửi những cái người đó thì chẳng khác nào mình chửi mình luôn rồi đó đúng không chẳng khác nào mình tự, tự vả vào mặt mình luôn đó gửi câu chuyện tiếp theo đó là chị nói về cái vấn đề mà của hồng loan đó vấn đề là chị nói là trước đây thì những cái người đó gọi là ủng hộ Hồng Loan này trong cái vấn đề gọi là tranh chấp tài sản cũng như là vấn đề yêu cầu mẹ con uh, bà Sáu sao kê đó thì uh, chị nói bây giờ là Hồng Loan không có nói về những vấn đề đó nữa Hồng Loan bây giờ cái là hở lên cái kêu uh, cô chú anh chị ơi ủng hộ hàng con đi uh, mua hàng dùm con hay là ủng hộ con đi đóng phía này phía kia đi ủa rồi bây giờ cái vấn đề sao kê đã đưa ra cơ quan chức năng rồi chờ xử lý thôi đó cái đó là bên gia chị phải kêu lên đồng bọn của chị nó phải sau kê đó chứ bây giờ không lẽ hồng loan nằm đó đợi cái giấy sau kê đó mọi người rồi đợi tới năm nào người ta cũng phải kiếm công việc gì đó người ta làm để người ta có công ăn chuyện làm người ta nuôi gia đình người ta cả đóng gia đình rồi cả những cái gọi là uh, tiền lên xuống công an đi lại tiền đi lại lên xuống công an đó cũng phải tốn tiền chứ đâu phải đi không đúng không chị chị giàu thì chị nó khác còn người nghèo người ta phải phải gọi là phải kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền trên những cái đồng tiền người ta xài người ta không có cắn rứt lương tâm đó em nhấn mạnh là cái đồng tiền xài không bị cắn rứt lương tâm đó nghe mọi người đồng tiền xài không có cắn rứt lương tâm đó chị lo chị kiếm tiền bằng cái sự nỗ lực của chị bằng sự yêu thương của mọi người đó bằng sự yêu thương của mọi người chứ không phải là bằng cái sự giả dối bằng cái sự xuyên tạc bằng cái sự xạo giống như bên kia yeah, em nói cho chị xuân nghe em nói thiệt cái này em không phải em chửi chị cái này là em đang gọi là bình luận lại những cái gì chị nói thôi chị nói là chị phải biết nhìn nhận đúng không chị cho mình là người có ăn học cho mình là hoa hậu nhưng chị thua về hồng loan tất cả hồng loan là một người tai ngang nhưng bây giờ so về cái đội nổi tiếng thì bé je đâu có cửa những ca sĩ mà gọi là à, trước đây thì cũng đâu có cửa đâu mọi người đúng không trước đây là nói chung là cũng vừa vừa thôi nha chứ những ca sĩ nổi tiếng quá thì mình không có so mình không so sánh được nó khá là khập khiển đó những ca sĩ mà mới nổi gần đây thôi có ai nổi hơn chị lon đâu dù chị lon là không có làm trong nghề ngày nào cả đúng không được cái sự yêu thương của mọi người đó cái nhất được cái sự gọi là ủng hộ của những cái anh chị ca sĩ gọi là chân chính đó chân chính nha rồi những cái anh chị không chân chính thì mình cũng nói đi những cái những anh chân chính ủng hộ cho chị hồng loan chị hồng loan tới ngày hôm nay nè người ta thành công trên nhiều phương diện lắm từ ca nhạc từ đóng phim từ trong việc bán hàng online còn chị xuân đâu có gì đâu chị xuân tối ngày chỉ phun nước bọt để kiếm tiền Đó, dùng nước bọt để kiếm tiền thôi đúng không chị em nói có sai không <laughs> em nói là phải nhìn nhận là đúng nghe không có sai được chị xuân bây giờ là chị xuân chỉ có dùng nước bọt để kiếm tiền à, nói thẳng ra là dùng nước miếng để kiếm tiền thôi chứ chị xuân không có tài năng tài nghệ mẹ gì hết chứ <laughs> đúng không đó mọi người có thừa nhận với em là chị xuân đâu có tài năng tài nghệ gì đâu ông hát thì cũng không hát được nè diễn thì cũng không diễn được nè bán hàng thì bán ai mua quan trọng là bán ai mua làm giờ chị thử chị bán với chị lo đi ai mua ai mua chị đó chị nói là cái những cái fan đó là trước đây chị lôi tới đó bây giờ chị bán thử ra những cái fan đó có mua của chị hay không Em nói thiệt, chị thử chị bán đi những cái fan đó có mua của chị hay không. Đó nó đơn giản à, nó đâu có đâu có khó khăn gì đâu chị. Cái đó là một cái phép gọi là uh, phép thử, đó em thử những cái fan đó của mình hay là của chị Lon. Đó, em cho chị một cái gọi là một cái uh, một, một, một 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 cái câu chuyện để chị lấy lại cái uy tín danh dự của chị đó. Đúng không? Đó, nếu mà chị bán hơn chị Lon hay là chị nổi hơn chị Lon thì à thì ra là những cái fan này của chị Mison chứ không phải là gửi đến vì chị lon đó còn chị nói tiếp nữa nha mọi người tiếp nữa còn nữa chị nói là chị là không có bên nào hết chị không có bên phe nào hết không có phe bên bà sáu hay là phe bên hồng loan gì hết chị là phe gọi là phe gì ta phe 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 sự thật trời ơi, chị sự thật dữ chưa <laughs> chị phe sự thật gì kỳ vậy lúc trước thì chị chửi bên này bên bên kia lúc này thì chị bên bên này chửi bên kia mà chị nói chị phe sự thật không có phe nào hết mà phe sự thật là phe gì ủa phe sự thật là phe gì ta? chị nói chị không có phe nào mà sao phe sự thật là phe gì? em cũng phe sự thật nè, đó không em là em phe sự thật à, đó cái nào sự thật em nói em mới đúng là phe sự thật nè, còn chị là phe quay quay xe, đúng không? Chị, riêng chị Sun là phe quay xe nha mọi người, em khẳng định chị Sun là phe quay xe chứ không phe sự thật vậy chứ, phe quay xe, đúng không? quay xe, quay tới quay lui xu, quay ngược chứ không có phe sự thật gì đây chứ, đúng Không phe sự thật nào chứ? không chị sự thật mà chị ăn nói nói đi phun ga liếm lại chị phe sự thật gì sự thật nào kỳ sự thật nào kỳ vậy mọi người sự thật nào mà hai ba lời sự thật nào ăn nói hai ba lời mà sự thật cái gì sự thật là người ta chỉ nói một lời thôi không có nói hai ba lời đó cái đó mới đúng là phe sự thật còn chị ăn phun ga liếm lại nhổ ra liếm lại không phe sự thật cái gì đó nên là à, những cái à, cái này là mới chỉ cách đầu câu chuyện thôi mới chỉ có 5 phút đầu trong cái clip mà 84 của chị Misun thôi em sẵn em bia cho mọi người biết cái clip 84 của chị luôn nhưng mà chắc nhiều người chắc ta cũng không muốn nghe đâu đó người ta để nghe em nói chừng có hay hơn chị nói nữa thiệt đó em nói chừng có hay hơn đó bởi vì bởi vì những cái luận điệu của chị á thì nó gọi là nó không có được hay đó nó không có hay nha chị luận điệu của chị thì nó quá dở luôn đó quá kém luôn quá yếu luôn đó nên cái câu chuyện mà của chị À, đưa ra thì thật sự là bây giờ là nó 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 hết thuyết phục rồi nó hết thuyết phục rồi chị đó nó hết thuyết phục rồi nên à, ngày hôm nay thì à, cũng như bây giờ thì à, cái clip bằng 84 của chị thì khá là buồn cười nó không khá là mắc cười nên gọi là à, em cũng gọi là chia sẻ với chị à, về cái vấn đề là khi lần sau mình làm clip rồi đó chị mình nói cho nó hay rồi nghe đó mình nói cho nó hay vô rồi mình nói cho nó thuyết phục đồ vô đó thuyết phục người nghe đâu đó, chị chị nói bây giờ nó dở dở, dở lắm luôn rồi à. chị nói dở lắm luôn không có miếng một miếng nào để thuyết phục được người xem cả nên cái lượt theo dõi của chị không cái lượt mà ủng hộ chị cái lượt like cái lượt view của chị nó tụt nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng à, rất là nghiêm trọng rồi bây giờ chắc chị cũng đang tìm cách để gọi là à, giật vậy đó không giật lại à, cái view của mình nhưng mà chị không biết là giật bằng cách nào đó bởi vì phe uh, bên dê cô chú anh chị gọi là phe đi chứ còn gì nữa đó đồng bọn bên bé dê thì nó yếu lắm nó, 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 nó yếu người lắm ít người lắm nên gọi là cũng khó mà bảo vệ uh, được cho chị không thành công được gọi là bảo vệ thành công cho chị được đó nên gọi là những cái fan của chị thì nó chỉ biết vòng vòng như đó thôi nó chỉ biết lên xuyên tạc gọi là uh, bịa chuyện ra thôi nhưng mà những cái câu chuyện này thì đều bị em gọi là dạch mặt ra hết cô chú anh chị còn tiếp theo cái câu chuyện mà chị Ni à, Tiếp theo trong cái tập cũng tấm tư của chị luôn nha Cả khoảng 10 phút đầu trở lại thôi Em chỉ mới nghe 10 phút đầu thôi Là em đã nói được cái cái clip này Thì 10 phút sau thì sẽ có clip khác Đó bởi vì chị nói rất là nhiều câu chuyện Nên chúng ta phải từ một câu chuyện một Từ từ một câu chuyện một Nó mới gọi là nó mới hết được Đó chứ chúng ta nói gọi là một lần một Thì nó cũng không hết được đâu mọi người Đó câu chuyện tiếp theo đó là chị nói về chị Ni đó khi mà về quê đó livestream gì đó lấy chim xong chỉ có khuôn mặt thôi mà một chút xíu rồi à, tắt luôn, đó rồi xó luôn, à, nói chồng không cho quay thì cũng đúng thôi mọi người. thật sự là nếu mà có một người vợ rồi là đang gọi là làm việc mà trên mạng đó người ta cũng không muốn gọi là, người ta không muốn gọi là đưa lên mạng để làm gì, đó đưa lên mạng để làm gì? Bởi vì à, vấn đề mà vấn đề mà đưa lên mạng á thì nó cũng hơi dở nha, người ta không muốn xuất hiện ra để làm gì.